Chân dài Ngọc Trinh 1 năm tù, theo rất dậy Lê Hồng Nam dẫm nát cuộc đời chân dài. Vụ bắt giữ chân dài Ngọc Trinh của tướng Lê Hồng Nam đã được xác định là một vụ lạm dụng quyền lực thô thiển. Nhiều luật sư cho biết với tội lái xe không an toàn của Ngọc Trinh chỉ cần phạt hành chính như bao vụ khác hoặc có thể tịch thu phương tiện chứ không thể bắt giam. Sau khi bắt Ngọc Trinh, cả hệ thống báo chí vào cuộc bênh vực cho ông tướng công an lạm quyền, bắt người bừa bãi bằng những cách diễn đạt tùy tiện. Họ nói rằng khái niệm công cộng mà họ dùng để buộc tội Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng chính là không gian mạng. Ngọc Trinh bị phạt 1 năm tù treo. Vụ Ngọc Trinh là một vụ án rất nhỏ nhưng đã thể hiện bản chất của chế độ, đó là sự lạm quyền và lấy sai sửa sai. Ban đầu công an thành phố Hồ Chí Minh cho bắt Ngọc Trinh vì lỗi lái xe không an toàn đã là một quyết định sai. Cái sai tiếp theo là dùng cách diễn đạt pháp giải pháp và pháp luật tùy tiện để hợp thức hóa cái sai của lần trước. Kết quả Ngọc Trinh bị giam hơn 100 ngày một cách oan ức. Điều khốn nạn là dù cái sai đó đã rõ ràng nhưng hệ thống tư pháp vẫn cố che đậy. Một chính quyền mà khi công an làm sai thì cho báo chí hùa vào để che đậy thì làm gì có tinh thần thượng tôn pháp luật. Qua vụ Ngọc Trinh, người dân càng thấy rõ dân luôn ở bên phải chịu tội, còn chính quyền thì luôn đúng. Họ phân biệt giữa dân và chính quyền thành địch và ta rất rõ ràng, mặc dù họ luôn hô hào vì dân. Vào ngày 2 tháng 2, vụ Ngọc Trinh cũng được đưa ra xét xử và kết quả, tòa đã phạt 1 năm tù treo và cho thử thách 2 năm. Biết rằng tù treo là mức án nhẹ nhất, nhưng việc kết án tù treo và nhốt bị can hơn 100 ngày vì tội chỉ đáng phạt hành chính cũng là một sự trừng phạt quá tay đối với chân dài Ngọc Trinh. Thực ra Ngọc Trinh được nhận bản án nhẹ cũng bởi cô đã chấp nhận làm clip tự thú về những sai phạm của mình. Clip này được công an dàn dựng theo kịch bản của họ và Ngọc Trinh chỉ việc thực hiện theo, đồng nghĩa với việc cô tự kết tội mình trước công chúng. Mục đích là để chứng minh rằng công an không sai bởi đã bị can tự thú rồi. Hình ảnh Ngọc Trinh tại tòa. Có lẽ chưa có một lực lượng cảnh sát nào trên thế giới lại bị ổi như các công an tại Việt Nam, dùng clip bị can tự thú để che đậy hành động lạm quyền của mình. Hành động này xâm phạm danh dự của bị can một cách nghiêm trọng để hợp thức hóa cho hành động lạm dụng quyền lực của chính họ. Giả sử Ngọc Trinh không thành khẩn nhận tội mà quyết tâm bảo vệ mình đến cùng trước camera thì công an có dám tung clip này lên báo hay không? Hay là họ ém nhẹm đi rồi trả thù người ngang bướng, không chịu thực hiện theo kịch bản của họ bằng một bản án nặng nề hơn? Sau khi Ngọc Trinh bị tòa tuyên án 1 năm tù treo, hệ thống báo chí ma quỷ lại phủ phép biến bản án áp đặt cho của tòa thành sự khoan hồng của pháp luật. Tờ Việt Báo giật tít 3 của Ngọc Trinh chia sẻ khi con gái hưởng án treo, tôi rất vui mừng. Họ dựa vào lời của bố Ngọc Trinh để mà bảo chữa cho hệ thống tư pháp. Giả sử ông Trần Tòng, bố của Ngọc Trinh, lên tiếng kêu oan cho con gái, thì liệu Ngọc Trinh có thoát khỏi nanh vuốt của bảy quỷ ở tòa hay không? Người dân luôn không có sự lựa chọn, dân là con mồi trong cái nanh vuốt của đảng, chỉ có thể cảm ơn đảng và nhà nước thì mới hy vọng nanh vuốt đó không bổ vào mình. Còn nếu dám đấu tranh cho công lý thì chỉ có thể thiệt thần. Tuyên giáo của đảng lại dùng ba của Ngọc Trinh để chứng minh sự bao dung của chính quyền. Vụ án Ngọc Trinh cho thấy người dân không được luật pháp bảo vệ. Luật thì vẫn có, nhưng công an có thể tùy tiện phạm luật, rồi lại tùy tiện diễn giải. Quan trọng hơn là họ có cả bộ máy tuyên truyền, sẵn sàng bao che cho cái sai của họ. Ở xứ mà chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Dân sai, dân chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, thì dân không có quyền tự bảo vệ mình bằng pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chân dài Ngọc Trinh 1 năm tù treo, gót giày Lê Hồng Nam dẫm nát cuộc đời chân dài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đảng chọn chủ nghĩa xã hội đói nghèo
cấm dân chọn khác chứ lịch sử nào chọn đây. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, tờ báo Lao Động có bài viết Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một lựa chọn tất yếu của lịch sử của tác giả Vương Trần và tiến sĩ Cù Văn Trung. Đây là luận điệu quen thuộc của Tuyên giáo, mỗi lần họ sử dụng giọng điệu lịch sử lựa chọn, tức là lúc ấy Đảng thấy rằng dân đang oán ghét chế độ rất mạnh. Ngay ở tiêu đề, các ông tiến sĩ lý luận Marx Lenin đã dùng sai ý nghĩa của lịch sử. Lịch sử đơn giản chỉ là những gì đã diễn ra. Có thể hiểu lịch sử như những thước phim, còn làm nên bộ phim là những diễn viên cùng với câu chuyện của họ. Về bản chất, quyết định nội dung bộ phim là người làm nên bộ phim, đó là đạo diễn, diễn viên và những cộng sự khác. Giai đoạn từ năm 1945 cho đến nay là thời kỳ Đảng Cộng sản đóng vai trò chính trong cuốn phim lịch sử của đất nước. Cho nên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đói nghèo như Việt Nam hiện nay là do chính Đảng Cộng sản lựa chọn, chứ không phải do lịch sử nào lựa chọn cả. Đây là một cách dùng từ rất bịp bợm của Đảng. Chủ nghĩa xã hội là do Đảng lựa chọn, dân nào có chọn đâu. Ngay ở cách đặt tiêu đề, tác giả của bài báo này đã cố tình đánh cháo vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thành vai trò của lịch sử, thì điều này cho thấy tính gian manh của người viết bài. Những sự gian trá tương tự Đảng đã sử dụng để đánh lừa toàn dân trong suốt mấy chục năm qua. Lịch sử của đất nước là do nhân dân lựa chọn hoặc do những kẻ cai trị chọn lựa, chứ không phải do lịch sử chọn nó. Trên thế giới, nếu dân tộc được quyền chọn thì không bao giờ lại chọn mô hình độc tài đảng trị như Việt Nam hiện nay. Nó chỉ dẫn đến đau khổ và đói nghèo. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã dùng họng súng để khuất phục toàn dân và tiêu diệt bằng hết những xu hướng chính trị khác để họ độc chiếm quyền cai trị, thì đất nước mới ra nông nỗi đến ngày hôm nay. Chiến tranh Nam Bắc đã cướp đi hàng triệu sinh mạng của người dân Việt Nam, làm cho đất nước tổn hao nguyên khí nặng nề. Tốn núi xương và biển máu của đồng bào, kết quả lại làm cho đất nước trở nên đói nghèo và lạc hậu. Nhưng ngày hôm nay, đấy là cái giá xứng đáng sao? Câu hỏi được đặt ra. Cuối cùng, chỉ có quan chức trong đảng rất giàu có vì tham nhũng. Đã tốn nhân mạng mà lại còn thêm đói nghèo và bao nhiêu quyền cơ bản của con người đều bị tước đoạt thì thử hỏi dân nào chọn con đường này. Đã phải hy sinh hàng triệu sinh mạng người Việt Nam để mang lại quyền cai trị cho đảng. Tuy ngày nay đất nước nghèo nàn lạc hậu, nhưng quan chức thì ngược lại rất giàu có, giàu không biết để đâu cho hết. Vậy kẻ duy nhất có lợi trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn chính là Đảng Cộng sản. Vì quyền lợi quá lớn nên đảng không bao giờ chấp nhận trả quyền tự quyết về cho nhân dân. Bộ Công an luôn được rót ngân sách khổng lồ và được đứng trên cả luật pháp để hù dọa khiến người dân phải khiếp sợ. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy, lập nên chiến dịch đốt lò, mục đích là để tạo tiếng vang cho chính ông. Điều ông muốn là cho nhân dân thấy rằng đảng có thiện chí tiêu diệt tham nhũng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Mặc dù vậy, qua hơn hai nhiệm kỳ chống tham nhũng, giờ đây người dân đã hiểu rõ hơn rất nhiều vấn đề. Đó là tham nhũng chính là bản chất của đảng. Đảng có hàng chục, hàng trăm ngàn quan chức thì đồng nghĩa cũng có hàng chục, hàng trăm ngàn kẻ tham ô, đục khoét sức dân hàng ngày, hàng giờ. Ông Tổng diệt tham nhũng thì cũng chỉ diệt được hàng chục, thậm chí hàng trăm quan tham, nhưng cũng chẳng chiếm được tỷ lệ đáng kể nào so với hàng chục, hàng trăm ngàn quan chức, từ lớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương. Đấy là chưa nói đến việc tham nhũng như sóng biển, lớp trước tan đi thì lớp sau chồm tới, không bao giờ chống xuể, và ngày một thêm tinh vi. Con đường chủ nghĩa xã hội mà đảng chọn khiến dân phải tháo chạy và chết thương tâm. Ngày nay, người dân Việt Nam đã hết cơ hội thoát nghèo trong bàn tay cầm quyền của đảng. Bỏ qua những con số thống kê về tăng trưởng, hãy nhìn thực tế khi người dân phải chen nhau đi thi tiếng Hàn Quốc để được xuất khẩu lao động, để làm những công việc tay chân nặng nề, độc hại với thu nhập thấp, thì đủ thấy chính sách của đảng tệ hại đến như thế nào. Dưới cai trị của đảng, dân quá nghèo, đất nước thiếu việc làm nhưng lại thừa người. Trong khi đó, xứ Hàn Quốc và Nhật Bản lại thừa việc làm mà thiếu người. Nếu dân có quyền lựa chọn, thì dân chọn mô hình chính trị như Nhật Bản hay Hàn Quốc, chứ không dại gì chọn mô hình
chủ nghĩa xã hội như tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Báo.de với bản tin Đảng chọn chủ nghĩa xã hội đói nghèo, cấm dân chọn khác, chứ lịch sử nào chọn đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.